Ok, một đường. Rồi, tiếp tục. Đường chia xoay quanh cầu Vượt. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày thứ ba Rồi, tiếp tục. của phương pháp cắt tóc mình học Rồi, lúc là này gồm mọi một người thấy tháng. là cái tay của anh sao? À, đường chia. Ok. Đúng đường chia để phóng lên rồi ha. Tới đây, lượt phóng ra. Cái lượt lượt là nó mô tả cho cái mặt cắt ở đúng cái vị trí của sao? Của đường chia. Đúng rồi. Của anh đầu luôn. Đồng ý không? Rồi, ở đây ha. Ở đây nè. Hai. Tiếp tục. Ai chưa trọng cơm, trọng cơm giùm chị Văn. Rồi, có phải ở đây Alo. là ở vị trí nào? Dạ. Rồi, ok. Rồi. Ok. Mọi người ơi, vô chọn cơm. Buổi ngày hôm nay thực hiện kỹ thuật là cắt nail tròn nha. Xoay quanh ha, cái lượt á nó định vị cho cái đường cắt của chúng ta luôn. Ok, rồi ở vị trí này chúng ta cắt nè, các bạn thấy nè, nếu như ở ở vị trí này chúng ta cắt luôn, đúng không? Thông thường ở nhà mình cắt luôn, đúng không? Rồi nhưng mà ở vị trí này á thì nó lại dư ra một khúc. Ok. Cho nên là ở vị trí như thế nào ấy, mình sẽ cắt đúng cái biên độ của vị trí đấy. Xuống tới đây nè. Là tóc nó đã gần ngang rồi. Ok. Cho nên là cái khối tròn mọi người cứ cắt đúng cái biên độ của nó là nó sẽ tự động. Ok. Ok. Chắc bữa mình sẽ mình sẽ chọn một cái đường cắt dẫn ha. Đây, ở vị trí trên đỉnh đó thì mình sẽ kéo lên, cắt đúng theo cái tiêu chí này thôi. Rồi, tiếp tục. Đó, mọi người thấy là cái mặt cắt nó sẽ follow theo sọ đầu nhé, sẽ quay cho các bạn góc này, các bạn nhìn trực quan rồi. Cái đường dẫn là lớp lớp hai cái gì lớp một không cắt đúng vị trí thôi, đúng vị trí thôi. Dính 11 nữa. Nhưng đang bật có một cái điều hòa nữa. Tắt luôn rồi.
sát đi qua sát bật đi bật đi hả rồi tiếp tục đưa đi anh ơi, em sẽ bảo Tuấn nên em lấy điều khiển bật điện thoại. Và lạnh lạnh một chút xong rồi đỡ mà ngủ. Sẽ đi ra tới một cái section ở trên đỉnh tai luôn. Cầm cửa vào. Cái này mọi người thấy nó giống cái gì không? Giống mua bưởi. Hả? Mua bưởi hả? Mua bưởi. Ở đây có ai hay cắn kẹo không? Giống một góc dù nè. Chấp dù. Gặp một góc tư đi. Là cắt được một góc tư là mặt cắt của chúng ta tròn tròn theo khung đoạn ha, mà nó sẽ follow đúng cái đường tròn này. Nếu như muốn kiểm tra đường tròn thì kiểm tra như thế nào? Nếu như ở vị trí này ha, thì các bạn sẽ kiểm tra theo đúng cái góc độ vuông này ở vị trí này nè. Ok, đây các bạn thấy là khi mình cắt follow ấy thì nó sẽ sao? Nó cứ màu. Ok. Thông thường ví dụ như ở nhà mình cắt không hết biên độ, đúng không? Nếu như cắt đúng kỹ thuật 90, còn ví dụ bình thường các bạn cắt layer ở trên nhưng mà sao ở dưới xuống nó thành lỏng. Ví dụ như ở đây nè, các bạn cắt layer như này ha, đúng không? Thì ở vị trí này á, là vị trí layer 90, nhưng mà xuống đây á, ở vị trí này thì sao, nó lớn hơn 90, cho nên cái độ layer ở dưới nó mỏng hơn, ở trên thì nó dày hơn, hình dung được không? Cho nên là khi mình không follow theo cái góc độ theo đúng kỹ thuật ấy thì nó sẽ xảy ra tình trạng là trọng lượng nó bị dồn. Thông thường mọi người cắt ở trên này xuống, thả xuống nó dồn lại đây. Ok, rồi tiếp tục như vậy, người Việt sẽ ví dụ như bình thường ở bên đây ha, người Việt sẽ thực hiện một cái đường ngược lên ở bên này để cắt khối tròn mà, đúng không? Em ngồi thẳng đầu đi, đừng nghiêng đầu. Bé ngồi thẳng đầu. Đứng trước
các bạn muốn đo ở đâu cũng được. Ví dụ như ở đây mình không mình đứng như thế này là nó vướng mắt của khách hàng. Thế thì bên này mình cắt trên, bên này mình đứng, bên đây mình cắt. Thì cái biên độ, cái quan trọng là các bạn sắp xếp được cái biên độ cắt hơn. Ví dụ như ở đây ha, thì mình sẽ cắt ở đây, được không? Đây, phóng ra nè. Ok. Tới đây đặt lượng phóng lên. Cái ở đây một số tí chiều nay mình sẽ follow theo cái cách triển khai. Thì cái cách triển khai cho mọi người, đây là cái bài luyện tập các khối tròn, nó cũng xây dựng cái trực quan rất là tốt. Ok, rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn thực hiện khối tròn này rồi, khối vuông, mai thì mai khối xi mát nữa, thì nó sẽ giúp cho cái việc xây dựng hình khối các bạn nó chuẩn xác ha. Sau đó mình sẽ đi về tư duy về hình, thì cái việc cắt tóc của các bạn nó sẽ đi lên một cái tầm mới. Ok. Rồi, bình thường ví dụ như mình vẫn follow theo đường tròn mà. Đúng không? Đúng, nhà cắt vậy không? No, nếu như các bạn cắt như thế này á, ở vị trí này nè, có phải là vị trí này không? Ra đây, ra đây. Ở vị trí này hướng tóc nó phải như thế này chứ không phải như thế này được. Ok, 360 độ là gì? 360 độ là nó đúng như thế này. Còn nếu như vẫn follow theo đường tròn này đúng không? Nhưng mà hồi nãy anh cắt, bây giờ anh cắt đúng này. Ở nhà em là anh cắt hết, anh kéo về cái điểm chuẩn là sống mũi. À, kéo cái đó là mình cắt khối tam giác rồi. Cũng layer mà tam giác. Đúng rồi. Còn ở đây cắt layer 90 ấy, nó đòi hỏi chúng ta. Đây, các bạn nghe. Mới có một section nhỏ thôi, nó đã dư ra như này. Ok. Cho nên là về tư duy về hình á, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cách triển khai nó không linh hơn, và nó không bị giới hạn bởi kiểu nữa. Cho nên là đây mới gọi là phương pháp về tư duy các góc mặt ha. Của ba người bên cạnh nói là hãy tư duy về hình. Tư duy về hình. Rồi, cắn được nửa viên rồi. Nghe
anh em có câu hỏi nào thì cứ thoải mái đi nhá. Rồi, các bạn chỉ cần cắt tuân thủ thôi, không cần phải đo. Âu tu là đều. Ok. Rồi trọng lượng hay là cái là mình không có lo là phải tới bên ôm mình định. Rồi, ví dụ như tư duy một chút ở một góc tư này, anh cắt. Ha. Heo, tới đây anh sẽ đặt đường cố định ở đây. Phát triển được không? Được. Cái đó theo cái thiết kế của mình. Đó. Cho nên là ở đây á, thì quý vị sẽ tuân thủ hết từ đầu tới cuối luôn để mọi người thấy một cái form đó nó sẽ như thế nào. Ok. Rồi. Rồi, ở đây á, Huy Việt sẽ xẻ một cái đường. Đây. Cho nên là các bạn thấy là các thao tác đều hầu như là cắt giảm tối đa. Thông thường ví dụ như các bạn cứ chảy hơi hơi như này, xong rồi đưa lên đây cắt. Cái này đó nó làm cho cái vị trí đường cắt nó thay đổi nhiều. Thứ hai nữa là cái phần tóc này nó căng đều. Thứ ba nữa mình xác định cái biên độ cắt nó không chính xác. Cho nên ví dụ ở đây các bạn thấy Huy Việt đặt lược vô này, có nghĩa là mặt cắt lúc này nó là mặt cắt như này, phóng lên thôi. Như là có nghĩa là cái lược nó trở thành một cái công cụ để giúp cho mình định vị cái biên độ cắt rất là chính xác. Ha. Rồi ở đây ha. Rồi, ở đây. Hay thì vỗ tay. Cầm điện thoại cũng vỗ luôn. Vỗ rất điện thoại. Vỗ tay. Đấy, tiếp tục mình cứ chia. Ở đây thì Huy Việt cắt tới cái vùng điểm chậm tí nữa. Lý do vì sao mà Huy Việt nói là mình sẽ cắt với một cái mình thấy cái khối tam giác với lại cái khối tròn nó sẽ như thế nào nhé. Mình cắt trước bốn đường phát tán cố định rồi xong mình quay mình cắt được rồi. Được quá. Em nghĩ là nói vậy nên em sẽ làm nó cắt nó sẽ nhanh hơn. Được. Chúng ta có rất nhiều cái cách triển khai. Ví dụ như các bạn không muốn cái biên độ tròn quá thì ví dụ như ở đây thì việc chỉ cần cắt 6 đường kéo, 8 đường kéo là xong. 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường, 5 đường, 6 đường, 7 đường, 8 đường. Có nghĩa là mình chia cái biên độ, thay vì một section á, như thế này, mình sẽ chia biên độ lớn hơn. Tuy nhiên thì cái khối nó vẫn là tròn, đều, nhưng mà nó không cái biên độ, nó cái đường cong của nó không có tròn, nhuyễn đâu. Đấy. Cho nên là đối với một cái form tấu á, mình cắt như vậy cũng được, không có vấn đề gì ha. Nhưng mà mình muốn nó cái độ tinh tế hay cái độ chuẩn xác nó tới đâu. Ở đây là cái bài luyện tập, cho nên là các bạn hãy luyện cho nó một cách nó tới nơi. Okay. Rồi. Mình cắt tới cái phần đỉnh tay ha.
Ok, tiếp tục. Mullet là cái style nó được phát triển các cái thập niên 80 mullet phát triển ngày xưa cũng là để cái đầu sư tử ấy. Sau này mình sẽ phát triển và có nghĩa là phát huy tối đa cái đường cong của hộp sọ. Thì nữa chúng ta sẽ phát huy hết cái đường cong của hộp sọ. Ok, rồi bây giờ nha. Đây là đường cắt không đồ ăn. Đây là đường cắt gì? Ngày mai á mình sẽ luyện tập cái đường cắt này rất là nhiều nè. Đó là đường cắt 90 ha. Nghĩa là mình kiểm soát được ba cái nguyên tắc tròn á thì nó ra ok, chúng ta không có quá nhiều đường cắt nhưng mà nó sẽ rất là chuẩn xác luôn ok. Đấy, các bạn thấy là nó mạnh hơn chỉ một cái mình cắt nhà mình thấy là nhìn cái tầm ok. Yeah.
cứ để cái tính tuân thủ ở đây thôi. Còn ví dụ như Bullet thì nó sẽ có một vài kỹ thuật thu mình gọi là mình tiết kiệm thời gian tháo bớt ra để cho nó tập cái chất Bullet hơn. Các bạn thấy là chỉ cần tuân thủ là cái form hay là cái cộng tượng đó nó sẽ đó để mình sẽ thôi. Bây giờ đây là phương pháp mà là khi mà các bạn chỉ cần biết cách đây à. Cầm máy và anh sẽ cùng nhanh. Cầm máy đi đấy, anh bác sĩ để cùng.
Đó, khi mà chúng ta tuân thủ cắt một cái khối tròn, cắt layer thì các bạn thấy là sẽ ra một cái kiểu nó cũng khá là ứng dụng ha. Layer tròn, cắt follow theo dạng đường. Xem ha. Kỳ này thì mình sẽ không tập trung nhiều về tỉa ha. Mình xây dựng hình khối. Sau thông thường cái phần gáy mình sẽ cho nó nhẹ hơn. Anh quay về hướng này xong mọi người nhìn sẽ này. Các cái góc độ nào thì mình cũng sẽ tỉa ở góc độ đó. Khi mà dựng form chuẩn rồi đó thì cái việc mình tỉa nó chỉ là tăng cái tính chuyển động cho cái kết cấu thôi, chứ nó không có bị để sửa form.
sẽ bình thường á, ví dụ như ở trên này, cái tính chuyển động của cái khối tròn á, ví dụ cái tóc này nó hơi dày, mình sẽ đi cho nó nhẹ một tí xíu. Ở góc độ này thì quý vị sẽ cũng sẽ nâng lên vuông góc ha. Deep pointing thì nó làm cho cái chuyển động của tóc nó tốt hơn. Người thấy khối tròn này hiệu quả không? Quá hiệu quả. Hả? Quá hiệu quả. Nếu quý vị cũng đề mua led. Qua kỳ 2 thì cũng sẽ demo về mua led. Cái style đó thì nó một trong những cái style mà năm ngoái nó rất là thịnh ha. Bây giờ cái khối cái tư duy độc lập mà mình sẽ phát triển trong kỳ 2 đó, nó sẽ giải quyết rất là nhiều thứ. Các bạn cắt bullet nó sẽ mang một cái màu sắc rất là khác. Bởi vì mình cắt với một cái tư duy là bullet ở trên nó còn ở dưới đó, thì nó sẽ thiếu đi cái bạn tập trung đến kiểu thôi. Quay trở lại với cái ngày hôm nay thì cái khối tròn này đó, trong không gian thì các bạn thấy chúng ta khi việc nâng ra này, có nghĩa là tất cả chúng ta chỉ cắt tuân thủ để tạo ra một cái khối tròn thì tự động nó sẽ ra các bạn thấy nè, ở trong mọi góc độ đó thì cái độ chuyển động của tóc nó sẽ là như nhau, kết cấu hay trọng lượng của nó. Còn cái việc khi mà các bạn cắt phân bổ không đều thì đồng nghĩa với cái việc là trọng lượng nó sẽ bị xô, bên thì nó sẽ đẩy vô, nó sẽ bửa ra, có hai biển có ở nhà mình đã thực hiện mấy cái kiểu lỡ này bao giờ chưa? Cho cái phần này nhẹ lại tí nữa. Đợi,
đây các bạn cắt luôn, tuân thủ theo khối tròn luôn được không? Được. Được hết nha. Nhưng mà ví dụ như cái tỷ lệ các bạn muốn đo là như thế nào cũng được ha. Ok. Có thể kiểu một cái khu sau mình sẽ kiểu khói tròn một cách orientation hay sao. Cái đó thì nó ra một phiên bản, nói chung là mình không có bị giới hạn bởi cái kỹ thuật đâu. Nhưng mà ở đây á, ngày hôm nay á, anh demo cho một cái gọi là khi mà tuân thủ C90 xuyên suốt thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Ok. Còn mình khi mà có kiểm soát về khối rồi về kỹ thuật rồi đó, thì lúc đó mình tha hồ mà. Các bạn thấy khi mà tuân thủ thì không cần phải đo ha. Chúng ta thực hiện ở trên, còn ở dưới là nó sẽ tự động nó xử lý cho mình. Ok, quan trọng là mình ngày hôm nay là cái bài luyện tập để giúp cho cái việc xác định về mặt phẳng da đầu ha, và góc độ 90 xuyên suốt. Ok, good. Quyên vòng có hai cái ngày cuối cùng mà hai thức cắt là gì thì cắt, thức cắt là này thì cắt mẫu thiệt đó. Mình được cắt thêm mẫu thiệt mà mình thích tiền mình rồi ơi, cắt còn trả tiền không chưa chịu cắt á. Mình muốn cắt mẫu là mình cắt. Okay. Okay. Ừ, bây giờ quay chủ đề. Anh tạo kiểu. Anh chị ở nhà có hay quay video hay chị làm ảnh ở sao? Cái cách mà vô tình rồi cho mọi người nhé. Mọi người sẽ xoa làm sao mà tất cả bàn tay này được biết này. Chị đang ở chị đi vào. Ban đầu ở tay rất là nhiều đúng không? Bên đấy là. Thì mọi người sẽ sử dụng một chút này. Vuốt này. Để cho nó tạo ra effect. Cầu đủ. Xoa đều ra. Cầu đủ. Xoa hết vào tay. Okay.
tay này, tay hơi đẩy cái má này về một chút này. Rồi, chụp hình rồi.